mọi người. Em qua sẽ đi khách sạn. Nhà mình sẽ đi Phan Thiết nha mọi người. Phải Phan Thiết không con? Đúng rồi. Phan Thiết. Mới sáng sớm là đi rồi. Bữa nay nhà mình đi có một ngày thôi. Đi hôm nay đi thì sáng mai về. Trưa mai chứ hả? Trưa mai về nha. Rồi giờ khách sạn nào thì mình chưa biết nha. Khi nào ông nội này cho tới đâu thì hay tới đó à. Mà tài xế quá chán quá. Rồi mọi người cùng theo chân nhà Mon nha. Subscribe cho yêu của Mon, come on TV. À quên, nhớ subscribe và chỉ kênh đăng ký và cũng báo chuông nha. Bye. Bye bye. Cảm ơn mọi người nha. Yeah. Kiếm chỗ ngồi đi. Nó đi đâu vậy? Nó bắt đầu nó đi lang thang đó. Rồi rồi. Đi. Hả? Đúng rồi. Rồi cảm ơn. Ôi cái thằng nó chạy. Mon ơi Mon. Coi nó kìa. Trời ơi nó đam mê cái gì vậy trời. Ở đây cũng mát mẻ nè. Thôi đưa cho mẹ đi rồi con. Nè ly nước của mình. Hoa vàng. Vô. Yeah. Ui ui ui. Ngon không? Ngon không? Chua. Đó. Giờ đi nhận phòng nè. Phòng đâu ở ngoài đây nè. Ở đây không cần phải đi xe điện. Ở ngay đây luôn. Ở đây những cái căn này nè mọi người. Đó. Tòa khách sạn á. Giờ mình sẽ đi vô đây. Trong cái tòa này. Thôi. À. Đi. Dạ. Dạ anh chị ơi, lễ tân bên em là ở lầu 3 nha anh chị. Dạ, còn spa thì ở lầu 1. Hiện tại bên em đang có miễn phí sông bơi á, từ 1 rưỡi đến 3 giờ. Dạ, anh chị cứ vào spa thì sử dụng ạ. Còn số 2 này á, thì anh chị ra hồ bơi, biển, nhà hàng ạ. Không có chị đẹp tới. Lắm. Rồi. Wow, cái không gian nó đẹp nè. Ở đây là màu vàng là chủ đạo rồi. Phòng rộng vậy. Cái gì vậy? Ba kìa đây. Nhanh một vài phút ạ, hướng dẫn sơ các bậc chuyện cho phòng cho anh chị nha. Thì trong phòng mỗi bên em có chuẩn bị hai cái nước đường trà sạch tươi và chị bên em miễn phí là các chị sử dụng ạ. Còn hũ khoai tây với lại mi dây bay công tử này chị bên em là chuẩn bị cho anh chị. Trời. Bên em có tấm gương siêu tốc ở trên bàn đó, bên em có cái máy sẽ phát học thì chị có miễn phí khả năng sử dụng. Còn ở trong tủ này thì bên em có cái dù, có chiếc plau, với lại có cái giỏ đi biển ở đây á, thì anh chị cứ mang ra ngoài sử dụng mà khi nào mà trả phòng á thì chị sẽ gửi lại trong phòng cho anh em là được nha. Dạ. Rồi trong quá trình mà anh chị ở, anh chị có mắc mắc hay là muốn hỏi bất cứ vấn đề gì á thì nhắn một số phòng là để tăng bên em sẽ hỗ trợ cho anh em được nha. Dạ. Rồi cảm ơn. Món mở nhỏ lại. Món giới thiệu cho mọi người coi cái phòng coi. Vậy gì nữa, cái giường như thế nào? Hai cái giường như thế nào? Hai cái giường rất là bự nha mọi người. Đó.
giường em không? Thử rồi. Mon đi nào. Nhún coi thử. Nhún thử rồi. Thôi đi ra đây. Đó, à có cái góc này cũng đẹp nè. Đó. Mà vô nó thấy cái tivi á, nó ngàn đời nó chưa được coi hay gì. Ồ, có hai cái ghế và một cái bàn cho mình ngồi ngắm cảnh. Hồ bơi nè, hồ bơi là kia. Đâu? À, biển nằm ngay, úp phòng bên ngay biển luôn hả? Ừ. View đẹp quá vậy, view nhà mình đẹp quá vậy. Đó, đẹp hết. Đó là cái hồ bơi đó. Hồ bơi đây nè, đúng không? Hồ bơi ngay đây. Một cái nhà người lớn. Hai hả? Ừ, hai cái hồ. Vậy hả? Quanh đây đó hả? Quanh đây là nó luôn đó hả? Nó rộng vậy á? Trong mấy cái nhà lá này thôi. Vậy hả? Nhà lá là của nó thôi hả? Ừ, tôi với bà ở đây. Thôi đi vô. Cho ba ngắm cảnh đi. Ba chiêu chiêu xíu đi. Trong đó nó mát lắm. Rồi còn cái ông này thì sao? Đèn hả? Thử đèn hả? Thôi đi vô cái toilet đi. Cái chỗ này lúc nãy cái anh kia giới thiệu rồi, nên mình khỏi giới thiệu. Ồ, này 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 này. Đây nè cái đoạn này nè đó. Đã chưa? Đi vô nào. Đây. Cái chỗ này là rửa mặt nè. Tiếp theo là cái phòng cầu. À, cái toilet. Tiếp theo cái đó là phòng tắm. Đó, cái này nè đó. Thêm một phòng nữa. Ủa, ba phòng luôn. Nó ngăn ra ba phòng nha mọi người. Có cái cửa để ai. Đó, cái xà bông rửa tắm đầy đủ. Nè. Vòi sen. Nè. Giới thiệu là nó có cái cửa. Ừ, nhà tắm. Đó. Rồi, bắt đầu ở đây là toilet. Rồi, đây xong. À, đây là bàn chải đánh răng nè. Những cái vật dụng cho mình linh tinh. Xà bông cục. À, có hai cái khăn. Gì vậy? Đi đâu vậy? Chợ. Đi chợ rồi hả? Giờ nhà mình sẽ xuống hồ bơi hả? Đi. Ồ, coi cái thằng con này nó sung kìa. Cái gì vậy? Heo mi hả? Cứu tôi vậy? Thôi. Ở đây có mấy cái canh nhìn đẹp quá hả? Ở gì? Đây nè. Có mấy cái khu hả? Nó ghi. À cái phòng ấy, phòng ở đây đẹp quá vậy. Đúng không? Phòng ngoài đây đẹp ấy. Nè, bên này nè, nhìn đẹp quá. Đó, nó có phòng trệt nữa kìa. Bên trong cái cái không giống như trên lầu vậy đó. Trên mình vậy đó hả? Ừ. Trong khách sạn. Nhưng mà ở đây thì nó đó, đẹp ha. Ba ơi, ừ. Mấy cái căn này nhìn đẹp quá à. À. Nhưng mà nó vẫn chưa có riêng tư bằng ra. Vậy hả? Nó làm hai tầng. Nó hai tầng đúng rồi. Nhưng mà nó đẹp. Ok coi cái thằng con kìa. Ôi đi tắm mà đeo dây chuyền. Đâu khoe mọi người dây chuyền đâu. Đứng tàu kiểu coi cái chỗ hoa này đẹp này, đứng tàu kiểu thử coi. Ui ui ui, giống Superman quá vậy. Thôi, đẹp trai rồi. Nó giáp kìa. Giáp cái gì nữa chứ? Ô, bên kia có cái võng. Ý, cái khu này đẹp nè. Đây nè, đây nè. Ô, bên đây đẹp quá. Xe gì? Xe đạp hả? Nè, thấy canh nào cũng vậy hết á bà ơi. Nè, canh nào nó cũng vậy hết. Đâu ốc đảo đâu. À, để chụp hình hả? À. Nhưng mà trời này chụp đâu có đẹp hả? Tại phải sáng. Nó có nắng hơn. Ui thằng con nó chạy rồi. Ý, góc này đẹp quá nè. Cái này giống như biệt thự nè. Cái này nó đi tân nè. Cái căn này là villa nè. Nơi đây, ở đây mới là đúng là villa nè. Đúng không? Trời. Căn này giống villa quá ta. Ờ, nó rộng quá ha. Ở đây villa đẹp nè. Tôi thấy ở đây đẹp á. Đẹp quá. Mê hồn luôn ấy. Hôm nay trời hơi ui hả? Cái này mà trời sáng á. Trời sáng có miếng nắng nữa thì hình lên thì nó sẽ đẹp lắm. Ờ, nó sẽ lung linh hơn. Nè. Ở đây đi như bay vậy trời. Đó, ở đây là cái hồ nước hả? À, hồ nước. Trời ui quá vậy.
Đó, đây là cái hồ bơi nè, hai cái hồ bơi sát nhau luôn. Tối quá à. Nó không được sáng lắm nè. Đi. Có mấy ô này đẹp quá. Nó đi đâu rồi? Ở đây chắc nhà hàng quá hả ba? Bên đây chắc là khu vực nhà hàng quá nè. À, đây là mọi người. Đây là khu vực nhà hàng này. Chỗ này nhà mình sẽ ăn buffet bánh sáng ở đây. Hả? Ê, ở đây ngồi đây ngắm biển cũng được nè. Cái khu vực ngoài đây nó cũng chill lắm nè. Đó. Ồ, hấp dẫn ha. Đó, mình có thể ngồi đây mình ngắm biển. Thôi đi, đi tắm biển đi. Sẽ đi ra khu vực. Bơi á, lát nữa mới bơi nào đúng không? Ừ. Ê, ở đây hấp dẫn hơn. Ừ. Ê, cái khu này nhìn hay lắm. Cái chỗ resort này đẹp lắm. Đi đâu vậy? Thì con cứ bơi đi. Hồ bơi cũng đẹp á. Đúng không? Hai cái hồ bơi sát nhau luôn. Cái kia là hồ sâu. Nó rộng lắm. Hồ bơi nó rộng thoải mái lắm. Thấy cái phong cách này nè, mình cũng thấy cái phong cách ở đây đẹp. Ở đây tha hồ sắc ảo luôn á, góc nào cũng thấy đẹp hết. Nhưng mà tại vì mình thấy mình đi ban chiều thôi. Chiều trời hơi bị ui á, nên nó chưa có lên hình, nó chưa có xuất sắc bằng. Chắc là sắp mưa. Mình phải đi lúc trời nắng á. Ôi, đẹp lắm. Thôi, đi ra biển. Thôi. Đi được không ta? Được. Được. Giờ mình sẽ đi ra biển nha. Đó, ở đây sẽ có hai cái hồ, bên đây một hồ nè, bên đây một cái hồ nữa. Hai cái hồ nằm sát nhau luôn. Cái hồ bên đây nhìn rộng nè, hồ bên đây là nó rộng hơn. Còn bên đây là cái hồ hơi nhỏ, nhưng mà nhìn nó cũng đẹp ấy. Nó vẫn đẹp. Đó. Mà. Ở đây là khu vực chiêu chiêu ban chiều nè. Chiều tối. Ê, chiều tối mình ra đây ngắm cảnh cũng đẹp nè ha. Không. Không thì mẹ đi đây, mẹ đi ra tắm biển. Con muốn bơi sao lặng à? Hả? Con muốn bơi. Bơi gì? Không, con đi tắm biển với mẹ. Ra đây. Ra đây mình đi tắm biển xong rồi mình sẽ đi bơi được không? À, con muốn thấy. Con này cái khu vực này cũng đẹp nè. Không, cây mất nha. Đi. Đó. Mon yêu thích của Mon là bơi lội. Ô ba cũng mang áo phao theo hả? Trời, cây súng thần kỳ kìa. Rồi. Úi rồi. Thank you.
hai cha con nó làm gì ngoài đây nè. Mon đâu ba? Đó, ngồi đây uống cà phê ngắm biển nè. Chiêu chiêu hả? Nó đang chơi lửa chạy nè. Ồ, gọi cho mình luôn nè. Ghê chưa, có nước đồ đầy đủ luôn. Ra cái là có uống luôn. Ban đêm ở đây chiêu chiêu quá hả? Nghe sóng biển rì rào rì rào. Của Mon ấy. Đó, ban đêm à, cũng chiêu lắm nha mọi người. Nghe nhạc chiêu chiêu. Tối rồi, đi về ngủ, nghỉ ngơi. Mệt rồi, một ngày mệt mỏi rồi. Gì em Mon? Đi xíu mà ngủ. À, đi. Thôi, buổi sáng thằng con thì vẫn ngủ. Bố ơi, dậy mở cái cửa đi. Bố đốc Lê mê. Sáng rồi à. Thôi mọi buổi sáng coi bên ngoài. Mới có 5 giờ kém, 6 giờ. Bên ngoài. Trời ơi, đồ đang phơi. Trời, buổi sáng trời rất đẹp. Đi bơi hả? Sáng đi ăn sáng trước chứ. Cái khu này nó cũng nhỏ mà. Nó bao quanh đây mình đi xíu là hết à. Nhưng mà chỗ nào cũng cảnh đẹp như vậy nè. Đi. Từ đây ra hồ bơi cũng gần. Chỉ có 200 mét thôi. Con đâu rồi? Đi ra. Con ơi đi ra nào. Trời ơi, nhà ai mà nó chưa chui vô vậy luôn. Ui ui ui. Mệt cái ông cảnh sát ghê luôn. Ủa coi ba đeo kìa, đùm đề quá vậy. Cảnh sát biển hả? Đó. Ê, sáng nay trời đẹp nè, hôm qua trời ui quá ba hả? À, sáng nay nhìn quay vô hình nhìn nó đẹp nè. Ủa đâu có cho nó tắm liền này đâu. Thích đâu đằng kia mà. Ba, cầm. Ba đi không? Đây là khu vực bánh mì nè, các kiểu. Cái này chắc là tráng miệng. Tại vì nó nằm ở đây nên mình phải đi từ đây chứ. Đây là bánh. Con ăn gì thì con lấy đi, con đừng có khóc vậy. Hôm nay sáng nay nó hư lắm rồi á. Cái khu vực này chắc là salad nè, rau. Rau nè, salad. Ồ, có buồn dừa. Dễ thương. À, khu vực này là nước nè. Đây là nước. Mon, nước nè, uống nước đi. Có chè nè. Con uống gì con lấy đi, con đừng có lèn nhàn nha. Trời ơi, sáng nay nó hư lắm rồi á. Chè đậu xanh. Coi cái mặt nó nhăn kìa, nhăn như khỉ chưa. Đúng con khỉ luôn á. Thôi mình sẽ qua đây. Bên đây là phở bò với lại bún bò Huế. Nhưng mà không có người. Đi qua đây ba. Ở đây là khu vực trứng nè. Trứng chiên. Rồi, mình sẽ đi qua đây. Cảm ơn chị ạ.
Con lấy đi, con lại xin chú đi. Nó lèn nhàn ghê á. Ba lấy phở hả? Sáng nay ăn phở. Còn bên đây chắc là mấy món đồ mặn này. Đây, sẽ cho mọi người coi. Bánh bèo. Ở đây có món bánh bèo. Đây là bột lọc, bánh bột lọc. Kêu là bánh tai vạc á. Bánh bao. Gì vậy bà? Xôi, à xôi nè. Xôi này mình sẽ ăn kèm với những cái thứ này nè đó. Bỏ tất cả các thứ ở trong đây vô. Rồi. Xúc xích. Này cũng vậy luôn à. Đó, nhiều mắm tây hả? Thịt xông khói. Ê, lấy cho mẹ ít bắp này nè bác. Mình rất là đam mê bắp xào. Món bắp xào này mình thích nè. Cơm, ở đây có cơm nè. À cái này ăn bánh mì nè, xíu mại hả? Xíu mại nè, ăn bánh mì, bên đây là cơm. Ba lấy gì cho Mon vậy? Thôi đi đi. Đó, khu vực ngoài đây nè. Hôm nay mình ăn xôi xôi như này. Đây, mắt nè, con cuốn nè. Bò. Cái bò đi. Đằng này. Đó, nghe. Rồi sao đi. Mà em không mua đâu. Còn món của mình là bánh xèo, ủa, bánh hộp chứ. Chả hả? Chả. Ủa mẹ có lấy bánh ướt cho mẹ không? Có. Mẹ có thấy toàn miếng ngoài bớt luôn. Cái hũ cây luôn. Đây. Hương vị sao? À. Thằng nhóc nó ăn mà nó đau khổ. Ừ. Anh ta đang chăm chú ăn. Giỏi quá vậy. Ăn xong. Ui ăn giỏi quá vậy. Giờ giờ con còn khóc nữa không? Ờ à, đúng rồi. Con lớn rồi mà đúng không? Con lớn rồi, con không có khóc nhẹ như con khỉ. Ờ. Con không có nhăn nhăn nhó như con khỉ đúng không? Rồi ăn tiếp đi. Này con ăn món gì rồi? Con ăn phở xong rồi con ăn trứng. Ồ giỏi quá. Ăn phở xong rồi ăn trứng nữa mọi người ơi. Nó ăn hai món luôn á. Giờ sao con cắt được? À con tự cắt đi. Đây.